kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết đông vụ ngày 22 tháng 10 trên kênh VTC 14. Thưa bà con, đêm nay thì khối khí lạnh từ phía Bắc sẽ dịch chuyển dần xuống khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, do cường độ của không khí lạnh không mạnh nên thời tiết ít có sự thay đổi so với mấy ngày gần đây. Nhiệt độ thấp nhất tại vùng đồng bằng và trung du vào khoảng 20 cho đến 22 độ, trời se lạnh. Còn khu vực vùng núi phổ biến dưới 17 độ, trời chuyển rét. Sang đến ngày mai vào sáng sớm thì sương mù nhẹ vẫn xuất hiện tại vùng núi và ven biển, nhưng sau đó thì nắng xuất hiện và sương tan nhanh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26 cho đến 28 độ. Một số nơi có địa hình núi cao như là Mẫu Sơn, Sapa và Sinh Hồ, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 17 độ, trời rét cả ngày và đêm. Vì vậy bà con tại đây cần có các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, gia súc và gia cầm hợp lý. Nếu như khu vực khác của tỉnh thành miền Trung nắng bắt đầu xuất hiện, thì khu vực từ phần phía nam của Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi, trời còn nhiều mây và có mưa tại một vài nơi với lượng dưới 10mm. Khu vực Tây Nguyên ngày mai sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Riêng thành phố Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ từ 21 cho đến 23 độ, trời chuyển lạnh. Tại khu vực Nam Bộ, vào chiều tối và đêm thì mưa còn xuất hiện ở các tỉnh ven biển miền Tây, đặc biệt là khu vực bán đảo Cà Mau. Riêng khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, mưa ít có khả năng xuất hiện hơn, nhưng vẫn có thể xảy ra những cơn mưa bất chợt vào chiều tối. Nhiệt độ phổ biến từ 30 cho đến 32 độ. Bà con vẫn cần phải đề phòng với chiều cường tại đây. Tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa ở vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 cho đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi từ 17 cho đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Thưa bà con, hiện nay rất nhiều diện tích trồng bí xanh ở miền Bắc đang trong giai đoạn từ ngả ngọn đến phát nhanh đã được tưới thuốc thử. Tuy nhiên thì nhiều diện tích đang phải đối mặt với bệnh thốt đốt và phải chạy dây do nấm sớm phát sinh gây hại. Đây là loại bệnh phổ biến trên cây bí xanh ở vụ thu đông. Cả hai loại bệnh này, vết bệnh ban đầu đều loang màu xanh tái, làm cho cây chậm lớn và kém tươi. Để khắc phục dịch bệnh cũng như là hạn chế bệnh phát triển, thì bà con nên áp dụng tổng hợp các biện pháp như sau. Thăm đồng thường xuyên, tiến hành vệ sinh đồng ruộng để tạo sự thông thoáng, điều tiết nước sau các trận mưa hoặc tưới rãnh hay tưới gốc ở mức sao cho luôn duy trì độ ẩm ở đất, đạt khoảng 80% độ ẩm ruộng đồng. Rải lót xạ hoặc rơm khô đón ngọn kịp thời, tiến hành phun thuốc cho kịp thời khi mà cả ruộng đã có khoảng 2% số cây mắc bệnh. Nên sử dụng thuốc trừ bệnh sinh học để phun đẫm đều cho cả mặt ruộng, nhất là ở vùng gốc của từng cây. Chú ý phun thuốc vào chiều mát, không mưa và phun 2 lần liền, lần 2 sau lần 1 từ 3 cho đến 5 ngày. Trở lại với thời tiết của các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây nhiều mây, có mưa ở vài nơi, phía nam có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình, phía bắc là từ 78 đến 83%, còn phía nam là từ 85 cho đến 90%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ và cao nhất phía Bắc là từ 26 cho đến 28 độ, còn ở phía Nam là từ 29 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình, phía Bắc từ 85 đến 90%, còn phía Nam là khoảng 80 đến 85%. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và sông ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ và cao nhất từ 27 cho đến 29 độ, với độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Bản tin thời tiết đông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.